Hello chào mọi người nha. Nam Đức Vlog lên cho mọi người một con Super Cup Custom 100. Dòng này là dòng nội địa Nhật nha. Nhìn tổng thể thì nó khác. Nó giống như là chiếc rim lùn á, nó chỉ khác cái baga sao với lại cặp bẩn thôi. Cặp bẩn này là cặp bẩn màu trắng. Còn cặp bẩn của rim lùn thì nó trùng màu với cái màu xe. Còn với lại cái baga xe của rim lùn thì nó có cái baga cái yên dài. Xe này cái baga nó là baga gời, nó là dòng đặc trưng của cúp. Đặc biệt là xe này có thêm cái thùng tải đạn nữa nha, giống như là cái hộp đồ nghề vậy đó mọi người. Cái này em mua xe đấu Nhật sao về nó vậy, giống như vậy nè. Em sẽ review từ sau ra trước nha. Đầu là cái yên đi. Yên này là sơn si zin 100%, có nổ chốc theo 5 tháng nha mọi người. Cái này là sơn si zin chưa qua giảm tốt gì nha. Dây zin luôn á. Cái Honda còn rất là đậm nha. Anh em có dọn xe để ý hai cái chi tiết này. Hai ngóc này là hai ngóc số 10 đầu bằng nha. Cái form dán yên nó còn rất là dày nha. Đầy đủ luôn. Những con ốc mà ốc ghim theo xe, ốc vít này mà ghim theo xe nó sẽ màu gam nha, màu xanh lính. Này sơn si ghim 100% nha mọi người, chưa qua sơn si giảm tốt, chưa qua xử lý gì hết nha. Cái tem mãi, cái mang tới tem Nhật của nó nè. HA06. Ô của nó là HM GBG K1 Honda. HM này mình sẽ thấy trên cây bô của con cúp EX100, của con cúp EX100 nó có vài chữ thôi. HMG5 Honda, nó ghi nhiêu đó thôi. Con cúp 100 custom á, không phải EX, cúp EX thì nó chỉ có sản xuất 2 năm thôi, là năm 88 và năm 89. Cái này là cam theo xe luôn nha mọi người, cái chân cam nó có xét chút chút nha, nhưng mà cây cam thì rất là đẹp đó. Cái bọc sơn nó có dầm nhầm ở phía trong nha. Con này sản xuất năm 93 nha mọi người, đời sau thì nó lên màu đen. Năm 96-97 đây cha của nó nè, 93 sơn si zin 100% nha. Cái này là cái cuộc nó có điều chỉnh trước sau nha, là một người đi một người với lại đi hai người á. Mọi người đi hai người thì mọi người chỉnh lại, một người đi một người chỉnh lại, nó sẽ cái độ nhúng nó tính theo cân nặng đấy. Cặp te zin nha, nó có chạy chút xíu, nó kiểu như là nó bị nhăm nhăm á, nó bị nổ sơn cao su zin luôn nha. Super Cup custom 100 nha mọi người. Cái máy nó như là cái máy con cúp 50 vậy đó, nó rất là lặng, yên lặng. Ở đây nó có nổ sơn một chỗ này nha, em quay chi tiết cho mọi người xem nha. Nhưng mà nước sơn còn rất là bóng nè, chỉ một lỗi nhỏ ngay cái nước sơn cái nắp này thôi. Những con ốc này nó còn vàng nha. Ron chỉ còn đầy đủ nha, cái ron mà xe mà có đã qua sử dụng thì nó sẽ ngã ra màu vàng chanh, còn xe mới thì nó là màu xanh luôn. Bên xăng còn khá là đẹp nha mọi người. Gai còn đẹp luôn, tiền thắng còn đẹp luôn. Cái chân thắng này đáng lẽ là nó là gọi là gai tua tủa nha, gai rất là nhọn nha, nhưng mà là do nó có xét chút xíu. Nhưng mà mọi người cứ nhìn kỹ thêm cái gai của nó nha, nó nhọn, nó chưa có tà, nó chưa có màu một phân một ly nào luôn á. Đây nước sơn bọc sơn, nước sơn đuôi cá. Mọi người cứ xem chi tiết đi, em sẽ quay chi tiết từng chỗ nha. Cùng này còn rất là đẹp nha, mọi người thấy xem nè, chữ nghĩa còn đầy đủ nè, cái nút này còn màu đẹp nè, cái nút kèn còn nè,
dấu này còn nè, cái chữ này còn luôn nè, này chưa bát chưa vô lia ra, nó có dính chút xíu nha. Xe đi mấy ngàn cây còn vừa hết tập vỏ nè, đầu đồ rất là xí, còn rất là khít nha. Chân kính còn xanh lè luôn nha mọi người. Đó, chân kính này chân kính gam nha, hai chìa luôn nha. Rồi, quá là đẹp, đi đúng chất mười mấy ngàn luôn, hai chìa luôn nha mọi người. A37, A73, A73. Cái này mọi người về vệ sinh ra là nó sẽ đẹp nha, tại vì nó bị ống đất ố ra. Đó, bấm nhẹ là nổ thôi. Đây, xe đang nổ đây. Đó, nhẹ nhàng lắm. Cái dòng này đi rất là lạnh nha, gọi là bền, bền cực kỳ bền ấy. Em nói chị chỉ nói gì được nhiêu đó thôi, còn cái độ bền của nó thì mọi người biết rồi. Nó là 100 nhưng mà cái hơi của nó cũng dày cũng lanh lắm nha mọi người. Cái mặt đồng hồ nó giống như con chim lùng luôn á, cái màu á. Còn những cái chi tiết kia thì em sẽ không kỹ lắm. Cái đầu đèn nếu mà nhìn sơ ngay, nhìn khúc này từ đây lên thì ta sẽ nói là chim lùng, nhưng mà đây có chữ cúp nha. Cái cánh bẩn á, thì nó là màu trắng, xe này thì nó là màu trắng, rồi xe kia thì nó khác. Đây đát kính ba nha mọi người. Mấy ông Nhật ổng phá quá, ông dán cái tem Suwa dùng đây của người ta. Chân phụt có nổ chút xíu nha, nhưng mà cái mặt tiền thì rất là ok nha. Mặt tiền rất là ok, chân phụt có nổ nhưng mà mặt tiền ok ha. Cốt còn chấm sơn đầy đủ luôn. Bát đùi gà có độ trì theo năm tháng, không ăn thua không quan trọng. Rồi cầm đùm niệm còn rất là đẹp, còn rất là sáng. Chân cầm, chân cầm có xét chút theo năm tháng nha. Cái này mọi người rửa xăng xà bông nó sẽ ra. Rửa xà bông xong rồi mọi người xịt dầu sơ lại, đừng cho nó bị xét nha. Không là mình rửa nước xong mà mình không có xịt dầu hay là không có bảo dưỡng lại thì nó sẽ bị xét. Cái ron này còn đẹp nha mọi người. Đây là so trên dưới này em chưa có thay, chưa có đụng chạm luôn nha. Đó, ốc bắt giờ đạp số 10, ốc chỉnh nồi. Nói chung là con xe này nó rất là liền lạc, đều nhau, đều tất cả những cái chi tiết luôn nha. Mọi người xem thì mọi người sẽ xem nha. Cái co xăng này với cái màu của đầu bò này ha, tương tự nhau luôn, như là 10-10 luôn, chứ không gọi là 1-9-1-10 nữa nha. Nói chung xe 1993 đến nay là đúng là 30 năm luôn rồi đó. Mọi người xem ha. Cái này nó có chạy tại chắc người ta gác chân lên á. Rồi, khi mà người ta gắn vững á, nó sẽ có cái bát chịu vô cái lỗ này, với lại có cái ngàm vô cái này, sẽ cứng lại. Nhưng mà nói chung là cái áo này nó sơn rất là đẹp nha. Mọi người xem tổng thể chi tiết đây. Thấy không? Nếu như mình soi chi tiết thì mình sẽ thấy một vài cái chân cam xét, nhưng mà mình nhìn thẳng như vậy là không có một cái lỗi lầm gì nha. Xe này rất liền lạc, chưa đụng chạm tới một chiếc nhỏ nào gọi là thay thế kết cấu của nó hay là thay đổi hình dạng của nó. Cái đồ viên nó rất là xịn nha. Mọi người xem. Tem tiếp còn đầy đủ luôn nha mọi người. Mọi người chỉ cần bấm nhẹ là nó nổ, bấm nhẹ là nó nổ thôi. Xe này nó xịn lắm. Với anh em mà đã mê dòng cúp thì đi cúp 50 nó rất là êm nha. Còn cái này là nó hợp với lại những người hơi năng động, hay là những người lớn tuổi mà kiểu như là thích cái gì đó nó có một chút mạnh mẽ trong đó. 50 đi thì nó hơi đậm quá, khi mình có công việc gấp mà mình chạy nhanh thì nó không được, nhưng mà 100cc này mọi người dễ sử dụng, tiện lợi hơn.
kỳ luôn. Em xin kết thúc video tại đây nha. Custom 1993, Custom 100 1993, gọi là Cup 100 1993, Cup nội địa Nhật nha. Mọi người quan tâm thì liên hệ em nha, cộng 855 978 68 5678, số điện thoại Zalo nha. Anh ti hơi lớn mọi người, mọi người nhìn cái gai của nó nha, cái gai nó không có cái gì gọi là mòn phân một ly nào luôn á mọi người. Cái hàng này gọi là quá trời đỉnh, quá trời vip rồi, tại chất liệu cấu thành của nó tốt quá. Với lại con AX 100 màu xanh đó, cái càng này nè ít có mòn đó mọi người. Ghiền cái tiếng ga anti với mình nên là cái xe mà nó phải nổ vừa tầm là anh em mới thích. Đó, cái này nè, cái này nó còn muốn hơi lớn nữa, em muốn nghe nó nhịp. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người nha. Mọi người quan tâm thì liên hệ số điện thoại em để trên màn hình nha, rồi app Zalo mình sẽ trao đổi trực tiếp, tránh trường hợp bị lừa đảo. Hôm qua em kia em gặp cái anh nào tên Cu Đẩy, Cu Đáp gì đó, mới bị ăn thịt lừa nữa. Nên mọi người cứ gọi điện thoại trực tiếp để mình làm việc cho nó hiệu quả. Thứ nhất, thứ hai là mình có cái sự tin tưởng hơn. Còn mấy anh bán hàng, bán đồ trên mạng bây giờ cũng ma ma phọt phọt không mà mọi người ơi. Mọi người mà chưa tin tưởng thì cứ gọi liên hệ trực tiếp cho em gọi cho xem xe này kia các thứ, em có xe bán cho mọi người an tâm một phần. Phần nữa là tránh cái tình trạng lừa đảo để mà mình mắc cọc này kia đó. À, một cái nữa là em hỗ trợ ship toàn quốc nha mọi người. Cái việc vận chuyển thì mọi người cứ an tâm là em sẽ không để cho chạy chùa này kia hoặc là bể cấn này kia, tại vì cái chiếc xe đó giá trị cao mà vận chuyển với cái phí rẻ mà nó để chạy cấn thì anh em mình lại mất lòng nhau, mất hay mất vui nữa. Nên cái việc vận chuyển thì mọi người cứ an tâm là em sẽ vận chuyển tốt và đến tay mọi người một cách hoàn hảo nhất, không bị chạy cấn hoặc là bể cong vên này kia. Em ship toàn quốc nha, nhắc lại lần nữa là em có ship toàn quốc nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một ngày thứ ba là nhiều sức khỏe nha. Có sức khỏe sẽ có tất cả. Bye bye mọi người.